chết nhỉ, sao ấy sao à, cái đéo này không chết nhỉ, là chúng chúng đồng đâu mà chết ở như thế mà nó không cắm nó xuống ấy, khả năng hơi sâu. Chết rồi, chết rồi. Bướm 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 bướm. Đi đợi tôi. Đâu đâu rồi? Ở dưới. Dưới, từ dưới rồi. Này tặng. Con này thèm chút lắm rồi. Đó, mà bạn. Chết rồi. Chết. Chết. Nặng rồi đó. Đừng lấy nặng được à. Đừng hơi xa nhỉ. Cành đấy xa đấy. Ừ. Đấy, đấy cành này. Cành này. Tiếp này. Đấy, khoảng lần nữa. Con mái nó bỏ đi đâu rồi không? Ôi, cái rừng rừng gió này nó rừng. Ừ, nhìn hoa mất. Thằng nó gióng gióng ra mất. Chết, 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 cành đấy nó hơi xa đấy. Không phải xa mà nó sâu, nó tụt xuống sâu quá. Mà nó cành nó cũng không phải là thẳng lồng trên. Ông kéo ra nhìn này nó hơi xa. Để sâu nữa nên là chút thôi. Xu này xu, xu tiêu. Xu tiêu. Đang nhìn đấy, đang nhìn này. Chết. Chết chưa? Đâu đã chết đâu, bướm bướm. Chưa đi đưa như con hút vật. Đi đi đúng như con hút vật thật. Vì cứ đi về sát lồng. Trở qua đi chết rồi, hạ sát lồng rồi mà. Ở ngay mà lồng. Quả này, quả này nó rụng. Thế không tụt được, mồi cứ mồi mồi mồi. Nó cứ ở ngoài. Đúng như con hút vật. Thả tiếp. Thả đấy, đang nào hay nhìn thả đấy. Thả này. Chết, chết. Chết nha. Đang ra ngoài được không? Ra téo rồi. Ôi, dưới mẹ. Ừ. Ô, mèo, mèo, mèo.